Hi, hello các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023. Hơn 2 năm rồi. Cái video cuối cùng mà mình nói chuyện với các bạn đó là vào khoảng hồi Tết năm 2021. Tết 2022 và hôm nay là Tết 2023. Sau Tết 2023 tháng 3 năm 2023, tức là hơn 2 năm mình không nói chuyện với các bạn. Thời gian trôi qua rất là nhanh, ngày này qua ngày nọ rất là nhanh, cuốn chiếu và chớp mắt một cái đã là hơn 2 năm không nói chuyện với các bạn. Có rất là nhiều anh em, bạn bè nhắn tin cũng có, ở ngoài gặp ở ngoài cũng có, cứ hỏi mình là tại sao không có làm vlog nữa, không có làm video nữa, và cái channel của mình mấy cái video đó mất tiêu hết rồi. Thì thứ nhất là những cái video của mình không có tháo xuống, mình chỉ để nó private thôi. Và thứ hai là khi mà mình trả lời những cái câu hỏi đó của anh em bạn bè thì thường là mình đưa ra cái lý do là mình bận gia đình, bận con cái. Và các bạn có biết cái điều này, nên hôm nay mình chia sẻ luôn. Đó là khi mà mình đưa ra những cái lý do đó, mình cảm thấy mình mắc cỡ các bạn. Mình cảm thấy mình hổ thẹn với bản thân mình. Tại vì mình cảm giác là mình đưa ra những cái lý do đó giống như là một cái lời biện minh. Tại vì các bạn cũng biết rồi, khi mà người ta muốn làm cái điều gì đó thì người ta sẽ tìm cách, và khi không muốn làm thì người ta sẽ tìm cớ. Đúng rồi đó, thì mình đưa ra những cái lý do là bận gia đình, bận con cái rồi này kia. Mình nghĩ ra đó là một cái lời biện minh, một cái cớ mình đưa ra cho qua cái câu chuyện đó thôi. Chứ thật ra thì các bạn cũng biết rồi, có rất là nhiều người và người ta cũng có con cái, cũng có gia đình, và nhưng mà người ta vẫn có thể làm ra những cái video rất là chất lượng. Cái lý do chính yếu mà tại sao hơn 2 năm qua mình không nói chuyện và không chia sẻ video đó là mình cảm giác có một sự nhàm chán trong những cái video của mình. Tháng 1 hồi Tết năm 2021, thời điểm đó tức là hơn 4 năm mình làm cái channel Cuộc Sống Canada này, và ngày này qua ngày nọ nó cứ lặp lại, đi làm, đi về với gia đình, đi tập gym, đi đổ xăng, cứ vậy ngày này qua ngày nọ, và mình cảm giác có một cái sự nhàm chán nhất định. Mình cảm giác không còn cái động lực để làm nữa, cho nên mình muốn tất cả mọi thứ phải dừng lại để mình tìm một cái gì đó mới, tìm một cái gì đó refresh hơn. Thì hôm nay sau hơn 2 năm thì mình cảm giác là mình có nhiều cái thứ mới mẻ hơn mình muốn chia sẻ với các bạn. Hoàn cảnh môi trường mới, công việc mới, có thể là những cái suy nghĩ của mình sau hơn 2 năm về cuộc sống, về xã hội, có những cái suy nghĩ mới hơn mình muốn chia sẻ với các bạn hơn. Và đặc biệt là cách đây gần 3 năm thì mình cũng đã không còn ở thành phố Toronto nữa, và mình đã chuyển sang thành phố Mississauga. Ở thành phố Mississauga là gần kế bên thành phố Toronto thôi, thì nó cũng phong cảnh đường xá nó cũng sẽ mới mẻ hơn, và có nhiều thứ để mình muốn chia sẻ với các bạn hơn. Thì đó là hơn 2 năm qua. Một trong những lý do nữa làm cho mình không có thời gian và không có đủ cái động lực để làm thêm video, đó là khi mà mình chuyển xuống thành phố Mississauga này mình ở đó các bạn. Thì ngày xưa ở Toronto thì mình cũng vẫn đi đá banh với hai thằng bạn. Thì xuống đây thì mình lại gặp một cái hội anh em dưới đây đi đá banh, thì các bạn biết là mình mê đá banh lắm. Cho nên mình bị cuốn theo cái môn đá banh. Các bạn biết thời điểm hồi hè năm 2021 thì mình một tuần, có khi một tuần mình đi đá 3 buổi lần các bạn. Nhưng mà cái đó là hồi hè năm 21 thì từ từ mình cắt giảm lại. Cho nên nhưng mà mình vẫn duy trì, tới ngày hôm nay thì mỗi tuần mình vẫn cố duy trì ít nhất là một trận đi đá banh một buổi với anh em. Thì vô cái hội đó thì mấy anh em người Việt Nam không à. Cho nên mình bị cuốn theo đi đá banh. Thì sắp tới những cái video sắp tới mình cũng sẽ chắc là cũng sẽ đi đá banh, cũng sẽ đem theo camera mình quay cảnh anh em đá banh sinh hoạt bên đây, giải trí, sức khỏe, chia sẻ với các bạn. Thì như các bạn cũng đã thấy, cái thói quen khó bỏ hơn 2 năm nay nói chuyện với các bạn, vẫn lâu lâu có những cái suy nghĩ trong đầu mình chưa kịp suy nghĩ ra thì mình vẫn mong các bạn thông cảm. 2 năm qua thì có những anh em gặp lại mình ở ngoài đó, sau vài tháng thôi gặp lại thôi, thì cũng đã thấy mình bị ốm hơn rất nhiều. Nếu mà các bạn không biết, các bạn có để ý không, mình bị ốm, mình bị giảm cân rất là nhiều. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng nói là thử máu ra kết quả bình thường. Thì bác sĩ nói là nếu mà em bị giảm cân, em bị ốm nhưng mà em cảm giác khỏe mạnh thì ok, không sao hết. Thì rõ ràng mình cảm giác là mình vẫn khỏe mạnh, vẫn là bình thường thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái lý do mình ốm, mình bị giảm cân đó là vì mình hoạt động nhiều, mình đã bằng nhiều, mình chạy rất là nhiều. Mặc dù là chạy không bằng nhiều bằng mấy anh em trong cái hội đó thôi, tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ý là mình vận động nhiều và mình ăn ít đi lại. Ví dụ buổi tối mình đi đá banh 8-9 giờ buổi tối,
thì coi như là mình không ăn trước khi đá banh, thì ăn vô chạy không nổi, mà đá banh xong về nhà thì cũng đã trễ rồi, cũng không ăn luôn, cho nên mình bị mất một cái dinner, coi như là mất một cái dinner. Thì từ từ thì mình cũng đã giảm cân rất là nhiều. Thì đó, sau hơn 2 năm gặp lại các bạn, nói chuyện với các bạn, hy vọng sẽ mình không đặt ra bất kỳ một cái mục tiêu nào hết, không đặt ra bất kỳ một cái mục đích hay là một cái mục tiêu hay một kế hoạch gì nó quá lớn lao. Hy vọng sau cái video này có thể là có thêm một vài cái video nữa, hay là mấy chục video nữa, hay là mấy trăm video nữa. Thì mình nhớ là vào khoảng hồi Tết năm 2021, tức là sau hơn 4 năm mình làm cái channel này, thì mình đã có khoảng 290 mấy cái video. Thì sắp tới mình sẽ coi như là cái đó là season 1 đi. Cái season 2 này mình sẽ không biết sẽ có bao nhiêu cái video, nhưng mà mình tới đâu hay tới đó. Bây giờ mình cứ ngày qua ngày, mình không đặt quá nhiều mục tiêu, cũng giống như hôm nay lôi cái camera cũ ra, lôi cái tripod cũ ra, sạc cục pin nó cũng chai rồi, không biết là chút nó còn work tới bao giờ. Thì tranh thủ trước khi mà nó sập nguồn thì đã chia sẻ với các bạn, muốn nói với các bạn rằng là từ đây mình sẽ tiếp tục có những cái video tiếp theo chia sẻ với các bạn về cuộc sống Canada, khung cảnh mới hơn, suy nghĩ mới hơn. Gia đình thì cũng như vậy, cũng là hai đứa con, nhưng mà hai đứa con bây giờ nó cũng đã lớn hơn một tí rồi, cho nên nó cũng cứng cáp hơn một tí. Thế đó, coi như là một cái sự hello lại với các bạn. Ok, thank you các bạn.